Thưa quý vị, liên quan đến những thông tin mới nhất về cơn bão số 1, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 15 giờ ngày 17 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông, cách thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khoảng 480 km về phía đông-đông nam. Sức gió mạnh nhất giật cấp 12, 118-133 km/h, giật cấp 15. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sáng ngày 17 tháng 7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Talim dự kiến vào vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 10, cấp 11, trưa mai sẽ đổ bộ cấp 9, cấp 10. Khả năng lớn bão Talim đổ bộ vào khu vực giữa Hải Phòng, Quảng Ninh gây mưa lớn ở Bắc và Bắc Trung Bộ, khả năng ít hơn là bão đi dọc biên giới Việt Trung. Tuy nhiên, tính đến chiều tối ngày 17 tháng 7, cơn bão số 1 có xu hướng lệch nhiều về phía Trung Quốc, khác với dự báo vào buổi sáng nay. Khả năng đầu tiên sau khi qua bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, bão sẽ men theo ven biển Trung Quốc và đi vào khu vực biên giới thành phố Móng Cái với Trung Quốc. Với khả năng này thì lượng mưa ở Việt Nam sẽ ít hơn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo 4 bậc dựa theo màu sắc của nước này. Cơ quan này kêu gọi các nhà chức trách ở Quảng Đông và Hải Nam sẵn sàng ứng phó với cơn bão. Theo đó, cơn bão dự kiến gây gió giật mạnh ở vùng biển gần các khu vực phía Nam Trung Quốc và mưa lớn từ 250 tới 280 mm ở bờ biển phía Tây Nam, tỉnh Quảng Tây và phía Bắc đảo Hải Nam. Đây là cơn bão thứ tư trong năm nay, nhưng là cơn bão đầu tiên tấn công vào đất liền đại lục. Tân Hoa Xã đưa tin, cơ quan dự báo biển của Hải Nam cảnh báo có thể có những con sóng cao tới 6 mét ập vào hòn đảo này. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các tàu bè gần đó quay trở lại cảng và tạm ngừng dịch vụ phà giữa Hải Nam và Quảng Đông. Đến nay, thì sân bay Kim Loan Chu Hải ở Quảng Đông đã hủy 43 chuyến bay đến và 36 chuyến bay đi, trong khi sân bay quốc tế Mỹ Lan ở Hải Khẩu, thủ phủ Hải Nam và sân bay Quỳnh Hải Bắc Ngao hủy tất cả các chuyến bay theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Ngoài ra, Hải Nam cũng ngừng dịch vụ đường sắt cao tốc và các chuyến tàu ngoại ô cho đến cuối tuần này. Trong khi đó, thành phố Hải Khẩu cũng ngừng các hoạt động dạy học, đi làm, kinh doanh, đi lại hàng không và đóng cửa công viên từ trưa ngày 17 tháng 7, theo đài CCTV. Thành phố này yêu cầu người dân ở nhà và mở các nơi trú ẩn khẩn cấp cho công chúng. Tại tỉnh Phúc Kiến giáp danh với Quảng Đông, chính quyền địa phương đã triển khai ứng phó khẩn cấp với mưa bão vì mưa và dông được dự đoán sẽ kéo dài đến cuối tuần ở hầu hết các quận và thành phố ảnh hưởng của bão Talim. Hiện các đài khí tượng như Nhật Bản, Hải quân Mỹ, Hồng Kông đều dự báo hướng đi của bão vào khu vực biên giới Việt Trung. Tuy nhiên, cường độ có sự khác nhau. Đài Nhật Bản, Hải quân Mỹ dự báo sức gió mạnh nhất là 90 km/h. Đài Hồng Kông là 130 km/h. Với kịch bản thứ hai, Talim là bão đổ bộ miền Bắc có cường độ lớn nhất trong 3 đến 5 năm trở lại đây. Khả năng cao bão sẽ vào khu vực giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Hoàn lưu bao trùm gần hết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, gây mưa rất lớn từ đêm nay đến ngày 20 tháng 7. Bắc Bộ mưa khoảng từ 200 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Thanh Hóa, Nghệ An là từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Trong 24 giờ tới thì bão số 1 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 10 giờ ngày 18 tháng 7 thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc tới 108,3 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới ở phía Bắc vĩ tuyến 18, phía Tây kinh tuyến 115. Trong 48 giờ tới thì bão số 1 giữ nguyên hướng di chuyển với tốc độ là 15-20 km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 19 tháng 7, vị trí tâm vùng áp thấp trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ. Theo ông Khiêm, lo nhất là lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn. Yên Bái và Bắc Cạn có nhiều điểm nguy cơ sạt lở nhất, mỗi tỉnh hơn 300 điểm, Quảng Ninh hơn 160 điểm, Lạng Sơn hơn 100 điểm, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, mỗi tỉnh dưới 100 điểm. Về mưa, với kịch bản dự báo như hiện nay thì có thể xuất hiện mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, với tổng lượng mưa từ ngày 18 tới ngày 22 tháng 7 có thể đạt 200mm đến 400mm, cục bộ một số nơi có thể lên đến trên 500mm. Khu vực Bắc Trung Bộ có thể ít hơn, ở khoảng từ 100 tới 200mm. Cơ quan khí tượng Thủy văn sẽ cập nhật bản tin cảnh báo 6 tiếng một lần. Tuy nhiên, rất khó để dự báo chính xác về lũ quét và sạt lở sẽ xảy ra ở khu vực nào hay là vị trí nào. Do tính chất nguy hiểm của đợt mưa lớn lần này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia kiến nghị Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, chỉ đạo cơ quan phòng chống thiên tai của các địa phương rà soát lại các vị trí điểm nóng về lũ quét và sạt lở đất để có phương án ứng phó. Kinh nghiệm qua các đợt lũ quét và sạt lở đất lớn trước đây là thường hay xảy ra nghẽn dòng ở thượng lưu các sông, suối, ở các vị trí trước lũ quét, sạt lở. Nếu rà soát được việc đó thì có thể cảnh báo sớm cho các địa phương. Đối với các khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển,
Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Đê điều và Phòng chống thiên tai, đề nghị các địa phương chủ động đưa người ở các lồng bè lên bờ. Ban chỉ đạo quốc gia cũng lưu ý tình trạng đê điều. Trong đó, đê biểu hiện mới chỉ chống chịu được bão cấp 9 đến cấp 10. Hệ thống đê Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có tổng chiều dài gần 6.700 km, trong đó có 289 vị trí trọng điểm và xung yếu. Địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng hiện có gần 17.500 khách du lịch lưu trú trên các đảo, Quảng Ninh hơn 4.000, Hải Phòng hơn 13.000. Tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định cấm biển từ 12 giờ, Hải Phòng từ 21 giờ hôm nay. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết đến sáng nay thì các đảo còn hơn 7.000 người. Cơ quan chức năng đã thông báo để du khách chủ động về bờ trước chiều nay. Nếu du khách muốn ở lại thì chính quyền các đảo đã lên phương án đảm bảo an toàn. Tuy vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang bày tỏ lo lắng các địa phương đã có kinh nghiệm cũng như phương án ứng phó bão. Vì có kinh nghiệm, rất dễ dẫn đến mất cảnh giác và chủ quan. Vì vậy, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các tỉnh chủ động, linh hoạt, phối hợp cung cấp thông tin, chuẩn bị tốt nhất có thể. Mục tiêu là không có thiệt hại về người và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Talim thì từ đêm 17 tháng 7, Hà Nội sẽ bắt đầu có mưa, sau đó thì sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo đỉnh điểm của mưa lớn tập trung trong ngày và đêm 18 tháng 7. Trong 2 ngày 19 đến 20 tháng 7 thì Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc Hà Nội là từ 180 tới 280 mm, có nơi trên 300 mm. Các huyện phía Tây và phía Nam thành phố tổng lượng mưa phổ biến từ 150 tới 250 mm và có nơi trên 250 mm. Cùng với mưa lớn thì Hà Nội sẽ có gió giật mạnh trong ngày 18 tháng 7. Từ gần sáng ngày 18 tháng 7 thì gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7. Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa bão có thể gây ngập úng diện rộng ở Hà Nội. Gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, cây xanh đổ gãy. Hình thành từ một vùng áp thấp trên biển phía đông của Philippines, bão số 1 có diễn biến phức tạp về cường độ. Chỉ trong vòng một ngày từ chiều 15 tháng 7 đến 16 tháng 7, bão tăng gần 3 cấp, đạt cường độ mạnh nhất vào chiều nay. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cũng nhận định bão có thể giảm nhanh 3 cấp trước khi đổ bộ vào đất liền nước ta. Dự báo sau cơn bão số 1 thì Biển Đông có thể đón thêm bão và áp thấp nhiệt đới trong nửa cuối tháng 7 và nửa đầu tháng 8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những năm có El Nino chi phối như năm nay thì bão thường ít hơn trung bình nhiều năm nhưng dồn dập trong các tháng từ tháng 7 tới tháng 9. Nguy cơ cao xuất hiện những cơn bão dị thường và trái quy luật. Vâng, thưa quý vị, với những phân tích đánh giá trên, cơ quan chức năng nhận định bão số 1 có khả năng gây gió mạnh nhiều nơi ở khu vực ven biển. Đây có thể là cơn bão mạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ trong vài năm gần đây. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trung ương đến địa phương, những ảnh hưởng của cơn bão số 1 đến đất liền nước ta sẽ không quá đáng ngại. Các dự báo cụ thể về tác động của ven biển và đất liền sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của chúng tôi.